Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói thêm về diễn biến từng tháng tuổi Ất Mão 1975 nữ mạng trong năm 2021. Tháng 1, tháng này bản mệnh tiêu pha nhiều tiền. Vì vậy, vui xuân bên gia đình, bản mệnh cũng cần lưu ý trong những chi tiêu, vì có thể hao tốn nhiều khó kiểm soát. Tháng 2, nếu muốn xuất hành đi xa trong tháng này, thì bản mệnh cần hết sức cẩn thận di chuyển xe cộ. Ngoài ra, tháng này bản mệnh sức khỏe kém, có thể mắc bệnh tật hay ốm đau không khỏi ngay được. Tháng 3, trong tháng này, bản mệnh có công việc làm ăn đạt nhiều thành quả tốt đẹp. Nhưng bên cạnh, luôn có kẻ tiểu nhân rình rập, gièm pha, phá hoại, nên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thành quả cuối cùng. Tháng 4, tháng này là tháng của sự tiêu pha nhiều tiền bạc, hao tiền tốn của. Hoặc cũng có thể bản mệnh trong tháng này mắc phải bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, khiến việc ăn uống không được tốt. Tháng 5, công việc kinh doanh, làm ăn trong tháng này của bản mệnh diễn ra tương đối ổn định, không có quá nhiều biến động. Tuy nhiên, cần phải cẩn thận, vì có thể gặp phải rắc rối cửa quan, khó giải quyết. Tháng 6, đây là tháng may mắn, tốt lành đối với bản mệnh. Trong gia đạo có nhiều chuyện vui. Đó có thể là tin vui về hỷ tín, cưới xin của con cháu ở trong họ. Tháng 7, khi ra ngoài, trong tháng này bản mệnh nên đặc biệt chú ý đến sức khỏe, vì tháng này, sức khỏe của bản mệnh không được tốt. Ngoài ra, tình cảm gia đạo nhiều bất hòa, mâu thuẫn quan điểm giữa các thành viên. Tháng 8, tháng này, tuy công việc làm ăn của bản mệnh tiến triển theo chiều hướng tốt, nhưng đây không phải tháng thuận lợi để đầu tư tiền bạc vào công việc. Chính vì vậy, muốn đầu tư vào việc gì, bản mệnh nên có sự suy tính kỹ lưỡng. Tháng 9, đây là tháng bản mệnh có sự thay đổi đáng kể trong công việc. Tuy nhiên, luôn có kẻ tiểu nhân nói xấu, thị phi. Tháng 10, tiền bạc trong tháng này của bản mệnh cũng có sự tiêu pha nhiều. Nếu mắc bệnh tật ốm đau trong tháng này thì bản mệnh cần cẩn thận, vì dễ bệnh nặng hoặc lâu ngày khó khỏi. Tháng 11, hòa khí trong nhà của bản mệnh tháng này rất kém, chủ yếu là mâu thuẫn, tranh cãi. Bên cạnh đó, dễ mất của cải, tiền bạc hoặc lưu ý về xe cộ. Tháng 12, tháng cuối năm, bản mệnh đón nhiều may mắn, niềm vui, vì được hưởng phúc đức của tổ tiên ban cho. Đó là niềm vui cả trong sự nghiệp và gia đạo của bản mệnh. Bản mệnh có thể chấp lấy thời cơ này để thực hiện các dự định của bản thân. Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp, hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này, chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.